hải thông, khát vọng tự do, khát vọng thái hòa, còn khát vọng là còn tất cả. Siết chặt trên cơ thể đất Việt, siết vào nỗi đau người Vĩnh Linh và phải
trong việc lẽ đó, việc phải xóa được cái vòng ác nghiệp kia là tiếng gọi của lịch sử, là mệnh lệnh của non sông. Hình như vẫn vang lên tiếng du con à ơi nhẫn nại và ngọt ngào của người mẹ. Tiếng du bay qua cõi chết, tiếng du đối chọi với tử thần, tiếng du bất tử trong làng hầm cứ xôn xao cuộc sống thường nhật của con người. Đó là phong độ, là bản lãnh, và đó cũng là phẩm chất của con người vĩnh linh trong lòng đất. Địa đạo vĩnh linh, làng hầm vịnh mốc, mãi mãi là bức tượng đài lồng lộng trong cuộc giao tranh sống còn với kẻ thù vung vãi nhất thần tinh, để giữ yên cuộc sống, để sửa mãi lời du. Mẹ dính con
từ trong lòng đất con lớn lên trong cuộc sống làm mẹ quý con lớn lên cùng ngọn lửa mẹ thắp trong hồng cháy đỏ điểm làm hơn làm dấu một hoàng trời mà mưa bom không thể nào tan vỡ để ngày mai bóng vừa rụng nắng để con lớn lên dáng hơn ngày làm hơn vĩnh linh có nỗi nhớ hãy nhớ làng hầm lặng lẽ nuôi trái tim người mình hát vĩnh hãy nhớ làng hầm lặng lẽ.